Liên quan đến vụ việc một giáo viên của trường Trung học phổ thông Đa Phúc huyện Sóc Sơn Hà Nội có hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh trước cửa lớp học, mới đây hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng và khẳng định sẽ không bao che dung túng cho giáo viên nói trên. Đêm ngày 29 tháng 9, một video được chia sẻ trên diễn đàn học sinh Hà Nội gây xôn xao, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Clip ghi lại hình ảnh nữ sinh trường Trung học phổ thông Đa Phúc huyện Sóc Sơn Hà Nội quỳ khóc đến kiệt sức. Tại trường Trung học phổ thông Đa Phúc, hiện tại mọi hoạt động của trường vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, những thông tin xoay quanh vụ việc vẫn gây xôn xao dư luận. Theo thông tin từ người dân sinh sống xung quanh khu vực cổng trường Trung học phổ thông Đa Phúc cho biết, sáng ngày 2 tháng 10, có rất nhiều người dân tập trung ở cổng trường, không đồng tình với ý kiến xử lý của nhà trường khi chỉ kiểm điểm, điều chuyển công tác với cô NTP. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt, giải tán đám đông và dựng rào chắn trước cổng trường. Chiều ngày 2 tháng 10, hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy công tác chủ nhiệm, công tác tư vấn tâm lý học đường của cô NTP trong 2 tuần, từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10. Theo người dân cho hay, tiệm bánh cô giáo NTP chỉ định cho nữ sinh đi mua là tiệm bánh kem Hương Tám, cách cổng trường khoảng 20 mét. Người dân này cho hay, không rõ có quan hệ họ hàng hay thế nào, nhưng cô thường lui tới đây, nói chung là khá thân thiết. Cô chỉ ra đây mua, nhưng nữ sinh không mua ở đây, mà chắc mua ở một quán dưới khu cổng bệnh viện. Ở trong trường, dịp Tết Trung thu các lớp, đều tự cho học sinh mua sắm đồ để liên hoan, chỉ có mỗi cô này là làm như vậy. Cũng theo một người phụ nữ bán hàng ở Công trường Trung học Phổ thông Đa Phúc, vụ việc xảy ra không phải lần đầu tiên cô P có hành động không đúng mực với học sinh, thậm chí có hành động bạo lực ở ngoài trường học khi phát hiện học sinh có vi phạm. Người phụ nữ chia sẻ, cô ấy quá tính mạnh, cái tôi cũng khá cao, sự việc xảy ra khiến người dân ai cũng bức xúc, mong muốn xử lý thận nghiêm để làm gương. Chiều ngày mùng 2 tháng 10, ông Nguyễn Duy Hiền, hiệu trưởng trường trung phổ thông Đa Phúc khẳng định, việc làm của cô P là vi phạm đạo đức nhà giáo, không đúng chuẩn mực sư phạm, chắc chắn sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Trên cương vị là người đứng đầu của nhà trường, ông Hiền cho biết đã gọi điện và đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi đến gia đình em NTKC. Ông Hiền nói, ít nhất một lần một ngày, tôi đều gọi điện hỏi thăm gia đình để giúp em C có thể yên tâm học tập, ổn định tâm lý. Cá nhân giáo viên, học sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng kết luận của cơ quan công an chúng tôi kiên quyết không bao che, dung túng bất kỳ ai. Cũng theo ông Hiền, hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan công an, nhưng có thể sẽ xem xét kỷ luật học sinh phát tán video ghi lại hình ảnh nói trên lên mạng xã hội.